tan la mejor de lo que vemos aquí. Vamos de nuevo. Đầu tháng 5 năm 2015, các producer của VietTV đã thực hiện một chuyến đi đáng nhớ có 102, đó là khám phá đất nước Cuba, một quốc gia bí ẩn đối với nhiều người trên thế giới. VietTV hân hạnh giới thiệu với quý vị loạt phóng sự về Cuba qua trải nghiệm bằng cách đi bụi để tìm hiểu cuộc sống của người dân Cuba một cách gần gũi và chân thực nhất. Trinidad, thành phố 500 tuổi. Chúng tôi quyết định chọn một thành phố miền nông thôn phía nam Havana và thuộc miền trung của Cuba, cách thủ đô hơn 5 giờ chạy xe. Trên đường đi, chúng tôi ngạc nhiên bởi đường xá còn rất mới, có lẽ do lượng xe chạy ít và thậm chí là thỉnh thoảng mới thấy có xe tải chở hàng hóa đi qua. Bên đường, những cánh đồng mía bạc ngàn bởi Cuba là nơi sản xuất mía đường ngon nhất thế giới. Sau hơn 5 giờ chạy xe, chiếc xe không hề có máy lạnh. Chúng tôi đã đến thành phố Trinidad vừa kỷ niệm 500 tuổi vào năm ngoái. Và đây cũng là một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận từ năm 1988. Loren Casa, số nhà 69. Nhóm chúng tôi đi trên một chiếc xe lôi tìm đến nhà trọ Casa ở Trinidad. Ngôi nhà không nằm trong trung tâm, mà phải leo dốc một chút lên đồi. Tuy nhiên chúng tôi rất thích ở ngôi nhà này, bởi chủ casa vô cùng dễ thương. Một lần nữa, chúng tôi cảm thấy may mắn bởi ngôi nhà vừa rẻ vừa thân thiện và thoáng đãng. Giá casa ở Trinidad tất nhiên cũng rẻ hơn Havana nhiều. Chúng tôi trả 30 cúc một đêm, thay vì là 60 cúc như ở Havana. Ngôi nhà chúng tôi ở có tên là Loren Casa, có số nhà 69. Khi đến, chủ nhà mang cho chúng tôi nước xoài miễn phí. Mango chui ngon quá chú cơ. Là nguyên chất luôn à. Hình như ở đây là cái mango này là cái trái cây mà nó cứ rơi xuống ở giữa đường, nó cứ dễ sợ. Không hiểu nhà nào cũng trồng mango hết á, mà nó cứ chín rồi nó rơi xuống tiệm ăn mà phải làm mãi để mà tránh mango nó rơi xuống trúng đầu khách. Ghê thật. Thành ra mình đi lọt vào đây mình ăn được, ngày nào được uống mango, uống từ sáng tới tối mà nguyên chất man. Và có thể nói, đây là món sinh tố xoài ngon nhất trong đời chúng tôi được thưởng thức. Bởi Cuba ngoài mía đường, thì đây là thiên đường của xoài. Vị ngon của món sinh tố đã làm chúng tôi quên đi chặng đường mệt nhọc với chiếc xe cũ trong hơn 5 tiếng đồng hồ. Tại Casa, quý vị có thể đặt cơm do người trong nhà nấu. Gia đình Casa chúng tôi ở trọ gồm có 3 thế hệ. Trong đó, đặc biệt là 2 bà Suya ở cùng gia đình con dâu và rể. Họ nấu ăn cho chúng tôi và tính với giá rất phải chăng. Chúng tôi đặt ăn trưa và ăn tối tại nhà thay vì phải đi tìm nhà hàng vất vả. Buổi tối thì Uyên, chị Minh và chú Cơ đã đặt món ăn cá, tức là mọi người đã mang cá về đây chuẩn bị cho dinner. Cắt xe mà Vì gạo của Cuba pha tạp chất rất nhiều, nên trước khi nấu ăn phải lặt lựa thật kỹ vì bị lẫn sạn và những hạt bị đen. Uyên giúp bà phụ lựa gạo, nhưng thật tình vì không quen, nên bà Suya nhặt sắp xong thì Uyên mới lựa được một góc nhỏ. Chúng tôi cảm thấy không khí gia đình ở đây thật đầm ấm và thân thương. Không có cảm giác tôi là một vị khách đến thuê nhà, mà như là khách quý đã lâu không gặp đến nhà chơi cùng gia đình vậy.
thưa quý vị, lần đầu tụi mình được đi, gọi là theo ngôn ngữ của những người đi du lịch thì người ta nói là đi bụi, nghĩa là mình không có ở trong hotel, không có ở khách sạn gì hết, mà mình đi tới nhà dân mình ở. Thì chúng tôi đã quyết định cái chuyến đi này để mà cảm nhận được sâu sắc hơn cái đời sống của những người dân Cuba ở đây. Mình ở trong làng, trong xóm, mình coi họ sinh hoạt ra sao, họ nấu nướng ra sao, đối xử gia đình ra sao. Thì đây quả thật là một cái trải nghiệm rất là thú vị cho cả tất cả chúng tôi trong cái chuyến đi này. Chú Cơ với chị Minh đang chờ cơm đúng không? Dạ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đang ở một cái nơi mà người Hoa Kỳ hay là người Mỹ gọi là hostel, tức là một cái nơi mà người ta biến những cái nhà riêng thành ra một cái cơ sở để đón khách du lịch, nhất là khách du lịch mà thuộc vào cái loại tức là budget, tức là không có chi ra nhiều quá. Thì đó là cái nơi mà chúng tôi đang sống ở đây. Và giờ đây là thành phố Trinidad, một thành phố hết sức là đẹp, giống y như là Hội An, đây là tương đương với là Hội An của Việt Nam, mà nơi mà nhiều cái gì rất là thích. Và nói chung người Cuba rất là thân thiện, nhất là khi chủ nhà mà nơi giờ chúng tôi đang sống với lại là phu nhân và mẹ của ông ta, về bất trọng mọi người nói rằng là hết sức là thân thiện và tạo ra một cái cảm giác rất tốt cho khách được chơi. Anh chủ nhà Carlos là người duy nhất nói được tiếng Anh trong gia đình, nên mọi giao tiếp hầu như phải thông qua anh. Thỉnh thoảng, tôi cũng phải dùng hết vốn liếng tiếng Tây Ban Nha của mình để hai bên có thể hiểu nhau. Trong thời gian chờ đợi những người phụ nữ của gia đình nấu ăn, chúng tôi đã trò chuyện với Carlos. Và khi được hỏi về việc kinh doanh của gia đình trong điều kiện Cuba chuẩn bị mở cửa, Carlos chia sẻ bằng tiếng Anh khá trôi chảy với những suy nghĩ vô cùng lạc quan về tương lai. My name is Carlos. I live all my life here in Trinidad. Sorry, my English is very nice too. My family, I live here in my house for the rent, for the house of the rents, and my mother name is Lorraine, my son the name is Carlos, and my wife the name is Doraida. We have rent for the house about 12 years old, and now my house is located in Trinidad. Trinidad is a very interesting city in Cuba because it's the you can find the different interesting places, the different museums, the mountain, the beach, the other interesting places, the lot of museums, a lot of restaurants, a lot of cafeterias here in Trinidad. And now it's very interesting for the Cuban people and the United States people arrive to Cuba the next month or this year about for the new relation for the President Obama and Castro, Raul Castro, president, about the good relation. The United States people is friendly and the Cuban people is friendly too. And I see it's very well for the visit to the North American people to Cuba. Thank you. Chúng tôi đang ở tại Trinidad, một thành phố hết sức là cổ kính ở Cuba, cách thủ đô La Habana vào khoảng chừng 5 giờ xe chạy. Chúng tôi đi từ sáng sớm và đến đây vào lúc buổi trưa. Dĩ nhiên cuộc hành trình rất là mệt, nhưng mà những người dân, cái lòng hiếu khách của họ cũng như rằng là ông chủ nhà, cái nơi mà chúng tôi đến tạm trú, và dĩ nhiên thì cũng phải khai tạm trú tạm vắng giống như là mọi cái xã hội khác. Thì họ là những người dễ thương và họ hy vọng rằng ông chủ nhà cũng hy vọng rằng là khi mà Cuba mở cửa, bởi vì ông cũng biết về chuyện là Hoa Kỳ và Cuba sắp sửa nối lại cái liên lạc ngoại giao, và ông hy vọng rằng đến khi đó cái số du khách mà đến thăm Trinidad cũng như thăm Cuba sẽ nhiều hơn là gấp bội hiện nay. Hiện nay thì vẫn nhiều, nhưng mà số du khách Hoa Kỳ vẫn còn chưa đáng kể so với số du khách đến từ châu Âu hoặc đến từ các nước khác. Và rồi, chúng tôi cũng được ăn bữa cơm trưa thật trễ, nhưng là bữa cơm trưa ngon nhất từ lúc đặt chân đến Cuba.
quý vị, trong một chặng dừng chân của hành trình vòng quanh thế giới một mình của Uyên thì Uyên rất là được vui, rất là vui mừng khi mà được đi bụi cùng với lại chị Tường Minh, producer của chương trình và cũng là editor và đọc lời bình cho chương trình của Uyên, và Trúc Cơ, một trong những phóng viên kỳ cựu của Viettv. Ba thực ra đây là đúng là ba thế hệ đi bụi cùng với nhau thôi, Trúc Cơ, ba thế hệ đi du lịch cùng với nhau để trải nghiệm một đất nước rất là bí ẩn đối với lại thế giới bên ngoài, đó là Cuba. Và Uyên nghĩ đây là một trong những đây là một chặng hành trình mà thú vị nhất từ trước đến nay mà Uyên từng đặt chân đến.